Ngày 4 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Viên Đình Mạnh, trú tại xã Ea Drot, huyện Ea Sop, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi mua bán người. Đầu năm 2019, Mạnh quen biết với một người đàn ông tên Đốc. Tháng 3 năm 2022, Đốc liên lạc với Mạnh đề nghị tìm người đưa sang Campuchia làm việc và hứa trả công 5 triệu đồng một người một tháng làm việc. Đốc cũng quảng cáo công việc bên Campuchia nhẹ nhàng, chỉ làm việc trên máy tính và được trả 700 đô la Mỹ một tháng. Nhân viên làm việc càng lâu năm thì Mạnh càng nhận được nhiều tiền. Ham tiền, Mạnh đã dụ dỗ lôi kéo em trai mình cùng với 5 người khác trong xã Ea Drot đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh giao cho Đốc. Những người Đốc đưa trước số tiền 50 triệu đồng cho Mạnh và yêu cầu tiếp tục tìm thêm người. Sau đó Đốc đưa 6 nạn nhân sang Campuchia bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trên mạng. Đến giữa tháng 7 năm 2022, hai trong số nạn nhân không chịu nổi công việc ở Campuchia nên muốn về lại Việt Nam thì Đốc yêu cầu phải nộp 180 triệu đồng. Đầu tháng 8 năm 2022, khi người thân chuyển đủ số tiền thì hai nạn nhân được cho về lại Việt Nam.